Em chào chị Hồng Tâm. Chào em. Dạ vâng, một tháng rồi mình mới quay trở lại Bali để thăm khám lại đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Vâng, thế trong một tháng qua thì cái làn da của mình làm xong ung therapy thì có những cái thay đổi như thế nào ạ chị? Sau khi làm xong về thì chị thấy nó cũng nhẹ nhàng bình thường. Mình cảm thấy cái làn da của mình nó cũng cải thiện lên, thì cảm thấy như là nó cũng vẻ căng lên ấy. À, căng lên. Vâng, mình căng lên đúng không ạ? Sờ vào thấy nó căng chứ nó không có chảy nhão như là chưa làm. À vâng, tức là mình đã thấy là cái da của mình nó đã cải thiện đáng kể rồi đúng không ạ? Mà, vâng, thế thì sau khi làm xong với cả một tháng quay trở lại rồi thì chị thấy là nó có khác biệt gì không? Sau khi làm xong thì nó như thế nào và bây giờ một tháng thì da chị có cải thiện được như thế nào nữa rồi? Có cải thiện em ạ, tức là sau một tháng thì làm xong khi ra ngoài đường và gặp bạn bè thì cũng mọi người cũng đều khen rằng là sau dạo này trông trẻ mà đẹp da. Vâng. Thế mà chị cũng rất yên tâm về viện quốc tế Bali của mình. Dạ vâng, đấy bạn bè các rất nhiều người khen và sau dạo này nhìn trông rất là trẻ. Vâng, thế thì em xin phép chị là em có thể cho mọi người xem lại hình ảnh trước đây của chị Tâm khi mà đến Bali để thực hiện dịch vụ therapy nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy đây cái tình trạng da trước khi thực hiện dịch vụ trẻ hóa therapy của chị Hồng Tâm, da rất là chảy xệ. Hiện tại thì chị Tâm đã là 50 tuổi rồi và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy cái làn da của chị Tâm đây ạ. Không ai tin là bây giờ đã 50 tuổi rồi. Rất là trẻ chị ạ. Trừ khác biệt rõ ràng. Dạ vâng. Thế là về nhà bạn bè mình cũng khen rồi. Thế thì anh xã nhà mình là có nhận thấy cái sự khác biệt của mình từ lúc nào ạ? Tức là sau khi về thì thấy da nó cũng căng căng hồng hồng thì cũng cứ hỏi. Nhưng mà là em cũng đi làm đẹp nhưng mà sau thời gian này không thấy gì, chỉ cái là đi đâu ông xã thì cứ bảo sao vợ trẻ đấy. Vâng. À thế là về nhà anh xã cũng đã nhận ra luôn rồi đúng không ạ? Nhận ra luôn. Rất là đẹp. Dạ. Thế thì bây giờ em sẽ lên để em gọi bác sĩ xuống để đưa chị Tâm lên phòng tầng 4 để thực hiện cái dịch vụ chăm sóc da và thăm khám lại cái tình trạng da của mình sau một tháng là cũng therapy như thế nào nhé chị Tâm nhé. Dạ vâng, em rất là cảm ơn chị vì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Nếu như mà các bạn muốn có một làn da đẹp như là chị Tâm đây thì các bạn có thể liên hệ ngay đến số hotline 0386463463 để được trực tiếp bác sĩ tại thẩm mỹ quốc tế Bali tư vấn cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những livestream lần sau. Xin chào các bạn.